Rồi chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì mấy ngày hôm nay ấy, mình nghịch khá là nhiều những cái distro của Linux và mình uh, khi mà mình tìm tòi mình muốn tìm một cái giải pháp nào đó để khi các bạn sử dụng Linux ấy, các bạn có thể sử dụng nó được gần giống như là Windows để các bạn không có bị là uh, lạ lẫm và các bạn cảm thấy được tiện lợi hơn. Thì khi mà mình uh, mò mẫm như vậy thì mình cảm thấy là uh, trong những cái distro uh, Linux mà nó có cái giao diện mà thân thiện với người dùng ấy. Ubuntu là một cái phiên bản Distro Linux rất là thân thiện với người dùng và được hỗ trợ rất là nhiều luôn và rất là phổ biến. À, đặc biệt là các phần mềm bên hãng thứ ba người ta hỗ trợ cho Ubuntu rất là nhiều. Cho nên hôm nay mình quyết định mình sẽ cài lại cái Linux và mình cài cái bản Ubuntu mới nhất lên đây cho nó chạy đua boot với Windows 10. Sau đó chúng ta sẽ có nhiều cái video khác để nghịch ngợm cái hệ điều hành Linux này nhiều hơn các bạn nhé. Ok, giờ chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tải cái Ubuntu về các bạn nhé Mình sẽ mở trình duyệt lên này Các bạn search cho mình là Ubuntu Đây chúng ta vào trang chủ của nó luôn các bạn Download này Trong mục download này chúng ta sẽ chọn cái Ubuntu desktop nha ở đây thì lúc nào nó có hai bản là cái bản Ubuntu 18.04.4 LTS thì các bạn là các bạn mà nó đã khá là lâu rồi nhưng mà các bạn này nó hỗ trợ rất là mạnh còn các bạn mới nhất bây giờ là bạn Ubuntu 19.10 thì mình sẽ tải các bạn 19.10 là bạn mới nhất bây giờ để mình à, sử dụng nha download này rồi mình sẽ download về các bạn nhé ok bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó tải xong đi rồi chúng ta sẽ tiến hành là tạo USB boot và chúng ta cài các bạn nhé rồi nó đã tải xong rồi open folder nha đây mình uh, có một cái file Ubuntu 19.10 Bây giờ mình sẽ dùng cái USB để mình tạo USB boot các bạn Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần mềm Rufus để mình tạo USB nhé Đầu tiên mình sẽ tạo cái chọn USB này Cái thứ hai là mình sẽ select cái file ISO uh, Download đây, Ubuntu này Open Rồi mình sẽ cài nó theo cái chuẩn UEFI uh, Ha, cho nó sướng Rồi Ok, bấm Start giữ nguyên luôn các bạn nhé ok ok phát nữa rồi cái việc còn lại là tiếp tục chờ các bạn nhé ok nó đã tạo xong rồi các bạn ta nhấn close tắt đi ha giờ chúng ta kiểm tra lại cái usb thử coi đây nó tên là ubuntu 19.1 này đây các bạn tất cả trong đây hết rồi bây giờ mình sẽ khởi động mới lại để mình cài thử xem sao các bạn chờ xíu nhé rồi bây giờ mình sẽ khởi động mới lại để mình cài nha thì trước khi mà cài đó thì mình sẽ coi lại mình sẽ cài ở đâu thì mình quyết định là mình sẽ cài lên cái ổ D này ổ 120 gb này của mình mình đang để trống này đó bây giờ mình sẽ khởi động lại nha khởi động lại restart mình sẽ ấn F12 để vào cái boot menu lên Rồi Bây giờ mình sẽ chọn cái dòng là UFI Sandisk Cruiser Fork Là cái USB của mình nè Các bạn sẽ thấy nó có cái menu thế này đúng không thì bây giờ mình sẽ uh, cho nó vào cái dòng là Try Ubuntu Without Installing này. Đấy. Các bạn uh, sẽ cài theo cái kiểu là uh, chúng ta vào trong cái bộ uh, Ubuntu Live á. Xong chúng ta cài. Chứ chúng ta đừng có cài theo cái kiểu uh, trực tiếp ở đây. Nó sẽ khó cài lắm. nha yeah. Các bạn cứ vào Ubuntu trước. Rồi, cuối cùng nó đã load được vào bên trong cái bộ uh, cài đặt Ubuntu. ha à, cái này không phải là bộ cài đặt mà là nó đang chạy live á. Có nghĩa là chạy trực tiếp trên USB luôn. Không có cài gì hết chưa cài gì hết á. Giờ người ta sẽ tiến hành cài này. Các bạn sẽ thấy nó có cái thằng là install Ubuntu 19.10 đây này. Các bạn click đúc vào. đã cài Linux là như vậy đó. Các bạn cài Linux, các bạn cài như này là dễ nhất. Các bạn đừng có ham vô trực tiếp với bộ cài lúc ban đầu. Nó rất là lằng nhằng. Rồi, bây giờ cái ô này các bạn chọn Uh, English ngôn ngữ bấm continue. Rồi keyboard mình sẽ chọn English US luôn, rồi nhấn continue. Cái bước này update and other software, chúng ta chọn install third party software, click vào đây. Và các bạn click vào continue. Rồi, nếu nó ra cái bảng này á thì nó kêu là nó đã tìm ra những cái ổ cứng trên máy chúng ta này. Đó thì nó có thể là nó bị là nguy hiểm hoặc là nó xóa nhầm gì đó thì nó hỏi chúng ta là có chắc chắn muốn cài lên nữa hay không để cái ghép đi nha rồi đến bước này ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là something else để chúng ta chọn cái nơi mà chúng ta muốn cài còn các bạn mà giữ mặc định ấy, thì nó sẽ cài vào một cái ổ chính của chúng ta luôn chúng ta không có làm ăn được gì hết nha là chọn something else để chúng ta muốn cài đầu cài rồi continue rồi đến cái bước này ấy, thì nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái ổ cứng và những cái phân vùng trên máy tính chúng ta. Thì các bạn phải chọn cái ổ cứng nào mà các bạn muốn cài lên cho chính xác. Còn chọn sai lại sẽ mất dữ liệu ấy nha. Thì ở đây mình muốn cài lên một cái ổ 120 GB lúc nãy mình nói rồi đó. Cái ổ này của mình nó đang đây nè, 120 GB nè. Và nó có bắt đầu là SDA. Thì ở đây này, bạn sẽ kéo xuống bạn tìm cái nào SDA. Đây bạn thấy không? 120 GB này Mình chọn SDA. Phải chọn đúng này bạn nha. Rồi bạn chọn vào phần free space này. Bạn bấm dấu cộng ở đây nhé. Hoặc là bạn bấm chuột phải bạn chọn add cũng được. Cái này mình giữ nguyên hết luôn. Bởi vì mình để một phân vùng nhất thôi. Mình để primary. Chỗ này mình để là st 4 Và cái này mình để là root các bạn nhé. Nhớ chọn root nhé. Nhấn ok. Rồi. Sau khi xong. Bạn lại kéo xuống bạn chọn lại một lần nữa. SDA này. Free space. ST4. Đây, các bạn nhớ chọn nó nhé, 120 GB này, ST4 và thư mục root. Bạn nhấn nút install now. Nó sẽ hỏi chúng ta là xác nhận lại một lần nữa, chúng ta nhấn continue để tiếp tục. Rồi, tới đây là qua rồi, các bạn sẽ chọn múi giờ. Mình sẽ gõ là Việt Nam ha. Là Việt Nam time. Rồi, continue. Tiếp tục các bạn sẽ cho tên vào, chẳng hạn ví dụ ở đây mình cho tên là Outrush, chẳng hạn đi. Rồi, cái bát các bạn cho bát suộc vào mình cho cái bát suộc đơn giản thôi gõ cho nhanh nhấn continue rồi cái việc còn lại là chờ nó cài thôi các bạn đến khi nó cài xong chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm nhé Rồi, sau khi cài xong, nó hiện ra các bạn này, chúng ta nhấn Restart Now nhé. Nó bắt chúng ta phải rút cái USB ra và nhấn Enter. Chúng ta rút cái USB ra. Rồi nhấn Enter. Nó khởi động máy lại và nó sẽ có một cái Boot menu. ha Thì nó chạy có mấy giây à. Các bạn nhanh chóng ấn lên xuống này. Ví dụ các bạn muốn vào Win lại thì các bạn chọn là Windows Boot Manager này. Còn nếu muốn vào Ubuntu thì chúng ta chọn Ubuntu. Enter. Rồi, chúng ta chọn cái user cho password vào. Ok, nó đã login vào cái Ubuntu các bạn nhé. Rất là ngon lành. Chúng ta skip cái bảng đi. Next. Next, done. Ok. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành à, cài xong cái Ubuntu. Có một cái giao diện thế này. À, bây giờ là chúng ta đã hoàn toàn chạy trên Ubuntu các bạn nha. Không phải là chạy live bằng USB đâu. Đang chạy trên Ubuntu đó. À, rất là ngon lành làm hết rồi các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ thử khởi động máy lại và mình thử cho nó bút vào Windows thử xem có được hay không. Đây, chọn đây, chọn Restart. Rồi mình sẽ chọn đây là Windows Boot Manager này, ta OK, nó đã bút vào Win bình thường các bạn. Thì cái việc làm này có nghĩa là như thế này. À, cái máy này ấy, là mình đang chạy windows 10 theo cái chuẩn là uefi thì khi mà mình cài cái ubuntu lên ấy, mình không cần phải tạo cái thư cái phân vùng à, efi cho ubuntu nữa mình sẽ lợi dụng cái phân vùng efi của windows luôn đây các bạn có thể coi đây nhá mình à, chọn cái phần là disk management các bạn coi này không lớn lên nha bạn nhìn này đây là cái ổ cứng của mình cài win này Ha. thì bạn thấy là đây nó có cái phân vùng là EFI System Partition này và cái phân vùng recovery cái này của Windows nha đây là cầu cứng của mình cài Ubuntu lên này các bạn Ubuntu lên này thì trên cầu cứng này mình không có phải phân vùng à, cái phân vùng EFI là phân vùng uh, uh, swap cho Ubuntu đúng lý ra nếu như các bạn mà cài từ lúc ban đầu á là bạn phải tạo phân vùng EFI rồi phân vùng swap cho Ubuntu nhưng mà ở đây mình không cần tạo, mình sẽ lợi dụng cái phân vùng EFI này của Windows luôn để cho nó chạy dual boot. Đó, thì nó chỉ có một phân vùng duy nhất là chứa cái hệ điều hành Ubuntu thôi. Đó, ok. Vậy là mình đã cài xong thành công dual boot Windows 10 và Ubuntu à, 19.10. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây và mình sẽ có những video khác cùng các bạn trải nghiệm hệ điều hành này cũng như là nghịch ngợm nó nhiều hơn. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.